nay các bạn thấy mình giống nhân vật nào? Nếu các bạn biết nhân vật đó thì comment cho mình biết nha. Ôi, đùa chút xíu thôi, chứ hôm nay thì quay lại chủ đề chính. Mình sẽ react một MV khá là dài và rất là ý nghĩa. Bài hát được mang tên là Don't Say Goodbye của Davichi. Ok, cùng mình xem MV này có gì nha. Go! Mình có tiếng Thiên Văn. Cái anh này à, rất là chi chít. Vì chi chít mà giờ đẹp trai. Trời ơi, đúng tim tôi. Những gì vậy? Đi đâu đây? Cái tiếng sọt sọt đâu đây? Không biết là tiếng gì xuất phát từ cái bãi rác. Trời ơi, nó ở còn đó đi. Con mèo hả? Gì héo vậy trời? Ôi, gái thiệt sự luôn á. Gặp tôi như chả... gì đó? Mà thiệt hả, người giả vậy? Thì có cái này mà gặp ngoài đời chắc đứng tim mà chết luôn á. Ủa là cái gì vậy? À, ủa? À, thì ra là anh ta nhặt được một cô gái từ thùng rác này. Nhưng như cổ tích vậy ha. Chị này giống lọ lem nè, mặt còn lem nhem nè. Ôi, xinh dữ. Trời ơi, thời này mà hả, nhặt được một cô gái xinh đẹp từ thùng rác về chắc không có rồi. Trong phim thôi các bạn. Ủa, trời. Ăn trời, như chết đói vậy. Như chết đói vậy. Như chết đói vậy. What? Ăn bể hẻn rồi. À, cái khúc này mình cảm giác như chị này đang hơi rung động. Mà con gái tụi mình dễ rung động vào những cái chuyện nhỏ nhặt lắm. Như là ví dụ như anh này vừa mới lấy ly nước cho chị này là chị đó kiểu như là ok, mình dính con trên miệng á. Người có vẻ tích cực. Trời ơi, xinh xuất sắc luôn. Trời ơi, người đó mà trắng tim trời. Cái gì vậy? Chị này nóng quá, bởi vậy anh mới hả chui vô tủ lạnh nè. Trời ơi, đúng đầu vô tủ lạnh luôn. Ấy, mọi người có thấy để chị này cười duyên lắm luôn á. Cái này gọi là gì, đồng điếu không? Cảm tượng rất là lãng mạn. Người thì biết viết, người thì ra vẽ. Bây giờ là ra cánh đồng chơi rồi. Tung tăng. À, xinh quá. Một thiên thần nha bạn. Ủa mà sao buổi giờ này coi kính thiên thần được hết đây? Mà lãng mạn quá à, mà tôi ước một lần được như vậy. Tôi chỉ như trời á. Ngoài nướng thịt. À, mình rất là thích ăn thịt nướng. Uống bia. Nhặt về xong cưỡng luôn, lấy luôn, không cho không trả về. Uống bia kiếm mày ơi. Ngại rồi trời ơi. Mặc dù ở bên cạnh chị này nhưng trong đầu anh ta vẫn luôn có hình bóng của người yêu cũ. Ba lòng. Giấu, chạy đi. Có ai vậy? Sao mà ông này nhìn gian vậy?
tin quá à. Nhìn mặt chị này là tôi muốn dán mặt. Trời ơi, phát hiện một điều gì? Cái gì đây? Ơ, ai vậy? Hình ai vậy? Không thấy rõ lắm. Có phải chị này không? Hay hình bạn gái cũ? Mẹ có kỹ hả? Chắc không còn tấm gương gì đâu. Trời, các bạn ơi, mình cũng đang tưởng tượng mình ngồi một buổi chiều hoàng hôn thế này, ngồi tựa đầu vào vai bạn trai, lãng mạn và hạnh phúc biết bao. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hả? Ông nói gì ta? Nukuya là ai? Ai? Ồ, trên TV này, cái hình này trên cái chị trên TV giống như là bạn gái cũ của ảnh vậy đó. Là bạn gái cũ của ảnh thì mất tích, đăng lên báo luôn. À, mình hiểu rồi. Là bạn gái cũ của anh này không phải là chia tay, mà là do bạn gái là mất tích, không tìm ra được. Chị này vẫn vô tư ngồi ăn, đọc sách, dễ thương ghê á. Mà ông này, ông kia ông nói gì vậy ta? Mà sao trong anh này đau khổ quá vậy? Trời ơi, ban hồn nhiên kìa. Lại đi dạo mà sao cái không khí này hơi cái khung nền hơi ảm đạm ha, cái màu sắc hơi biến đổi, nhìn như là chuẩn bị sắp xuất hiện cái gì vậy. Thôi, chị này có vẻ hơi hoảng sợ. Vậy coi cái chuyện gì không may rồi các bạn ơi. Sợ lắm luôn á. Mình có thể mường tượng được chút xíu là cái ông này có thể là người bắt cóc ha cái chị này lúc trước. Khoan để coi chứ. Thôi, cái chị này là bạn gái cũ. Ông là bạn gái của anh này nè. Hả ông này? Hoán đổi hả? Ủa, sao ác quá vậy? Ơi, mặt chị đó đúng tội luôn á. Biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp mà mình cảm nhận là chị này yêu anh này thật lòng luôn mà. Chắc anh này chỉ bên cạnh chị này để nó thay thế thôi. Trời ơi trời. Cảm giác này hoặc là đau lòng quá đi. Trời ơi, bắt đi kìa. Vậy mà sao không báo công an mà cứu hết ta. Trời ơi, chị lùng dãy kìa. Ác dữ vậy trời. Nhìn trí hết. Vậy mà thôi mà sao mà ác dữ vậy mà. Cũng phải tìm cách để mà giải cứu luôn các bạn. Trời ơi, người yêu mình mà để cho một người khác phải hả? Trời ơi, Kachima, các bạn có biết Kachima là gì không? Baby Kachima, stay here with me Kachima. Là đừng đi mà. À, đẹp như thiên thần vậy đó. Trời ơi, thật là ác độc. Sao có thể làm như vậy với chị tôi? Ây dô. Sau khi em xem MV này xong, mình cảm thấy rất là phẫn nộ. Tại sao có thể lấy một người đó một người ép cô gái vào bước đường cùng như vậy, đúng không các bạn? Nhưng mà nói chung thì chàng trai cũng rất là thủy chung, vẫn quyết định chọn người yêu của mình. Mình mong là sẽ có phần tiếp theo để giải cứu người chị xinh đẹp của mình. Ok, vậy là kết thúc season 1 rồi.
Và hôm nay mình muốn gửi đến thông điệp đến các bạn, đó là Don't Say Goodbye qua MV này. Cho nên là các bạn hãy đừng quên mình nha. Và đón chờ season 2 sẽ có nhiều điều thú vị hơn. Ok, thank you các bạn. Các bạn hãy like, subscribe nha.